Thơ Sáng Mắt Sáng Lòng. Bài viết của thơ Cham Buông. Em hừng nắng bị bắt, tớ đây chẳng vui gì, và lòng tớ đây cũng chẳng hề buồn bã chi. Sống dưới cái chế độ cai trị của bảo quyền, chuyện bắt người này nọ nó xảy ra thường xuyên. Ở với bọn cộng sản mà em Nguyễn Phương Hằng đặt niềm tin vào chúng thì ngu không ai bằng. Vì sao mà tớ nói Hằng ngu không ai bằng? Vì tớ đã nghe thấy Hằng từng tin hai thằng. Thà chả phải là năm trước Hằng gọi tên và khen thằng chủ tịch Bảy Nẻng rất chi là thân quen, rồi Hằng lại ca ngợi thằng ăn đốt cả lò, hòng mong được hai thằng để ý và giúp cho. Nhưng khen hoài, gọi mãi, thằng Điện chẳng đoái hoài, chẳng qua khen anh cả, nó cũng để ngoài tai. Hằng tin tưởng bọn cướp, chúng nó sẽ giúp mình đốt lò lên tiêu diệt lũ cặn bã súc sinh. Nhưng thiệt là đáng tiếc, chẳng thằng nào trả lời, chúng chả thèm để ý đến mấy vụ dở hơi. Bọn chất cả bọn cướp xưa nay đã thế rồi, chúng chỉ bảo vệ đảng chế độ của chúng thôi. Vậy mà em hừng nắng đặt niềm tin chọn vào những tên cướp cai trị ở xứ sở Đông Lào. Hằng ơi, em dại lắm, ngu dốt không ai bằng. Em tin tưởng bọn cướp, chúng sẽ giúp mình chăng? Không bao giờ Hằng à, điều này không bao giờ. Bản chất của chúng nó không thay đổi bao giờ. Chúng nó chỉ biết cướp của nhân dân mà thôi, và chỉ biết chém giết, triệt hạ nhau mà thôi. Chúng chỉ biết giữ ghế và chế đũa búa liềm, coi chuyện bắt bớ người đấy là việc ưu tiên. Vậy mà hừng nắng em tin tưởng bọn cướp này, còn khen chúng đốt lò, thật ngu muội lắm thay. Giờ này em đã sáng mắt sáng lòng chưa? Hừng nắng cuồn cuộn ơi, đáng đời em cho chừa. Google, Facebook cho thằng buồm. Tác giả ông Thiên Lôi.